Đó. Còn đây là những loại nhỏ thì em nhập số lượng nhiều. Và loại này thì chỉ có giá là 55.000 đồng một cây thôi. Còn các bác lấy từ 5 cây sẽ giảm cho bác còn 50.000. Đấy, 5 cây sẽ giảm bác 50.000. Phiên hôm nay thì có những mặt hàng mà em bán giảm giá rất là sâu ấy, thì rất là mong sẽ được các bác quan tâm và các bác theo dõi ạ. 55.000 đồng một cây. Còn nếu mà lấy từ 3 à 5 cây, lấy từ 5 cây, bởi vì hàng này em bán nó cũng chỉ lời một chút thôi. Thị trường người ta bán cây này nó cũng phải 60.000 đấy, 60.000 một cây đấy ạ. 5 cây thì giảm còn 50.000 đồng một cây nhá. Hồ điệp lá biên phát tài, hoa bền chơi hoa quanh năm. Tiếp theo bên đây một cái mặt hàng mà hiện tại em đang xả mạnh, đó chính là cái dòng cửu bảo đây là cây cửu bảo tiên lai với hoàng nhạn mang tên là Corat Coki. Đấy ạ, tình trạng cây đấy ạ. Những cái cây này thông thường ngoài thị trường cũng như là trước đây em bán nó phải rơi từ 130 đến 150 một cây. Đấy ạ, những cái cây Corat Coki này. Và hiện tại thì cái mức giá mà em đang đang bán vào những cái ngày đầu tháng cũng như là hiện tại em đang bán xả một số mặt hàng ấy thì chỉ có giá là 90.000 đồng một cây thôi. Và điều đặc biệt hơn là nếu các bác lấy số lượng từ 3 cây thì sẽ còn giảm cho các bác còn 80.000. Đây ạ, đây là cái mặt hoa của Corat Coki này. Đấy, hoa rất là đẹp. Đó. Vòi hoa dài và dòng này hoa thơm nhé. Mình về mình ghép trụ cũng được. Ghép trụ cũng rất là đẹp. Hoặc là mình cho lên chậu. Đấy, những cây Corat Coki này. Giá này thì chẳng các bác mua ở đâu cũng không có cái giá Corat Coki của 8 90.000 đồng một cây đâu ạ. Đây ạ, còn vài cây hồ điệp lá biên loại size lớn. Loại này thì hôm trước là bán 85.000 ấy. Tuy nhiên thì các bác nhìn này, tình trạng cây thì nghĩa là một số cây cuối này nó sẽ hơi sứt sát lá một chút này. Ví dụ về nó bị tách lá này hoặc là nó bị hơi bị chớm lá một chút này thì những cái cây này em bán với giá là 80.000. Đó. Thực ra là nó thì nó hơi sứt một chút thôi, nó không ảnh hưởng gì. Tại vì vận chuyển đi xa thì không bao giờ tránh khỏi được những cái việc đấy rồi đúng không ạ? Và tiếp theo một cái lô châu hồng cánh sen. Đây là một cái dòng đai châu VIP của dòng đai châu Thái mang tên là hồng cánh sen. Ở hàng này thì hàng mới về của nhà em. Và đây là những cái loại cây nhỡ nhá. Cây nhỡ nó vừa túi tiền với tất cả mọi người. Đai châu hồng cánh sen, màu hoa, mặt hoa rất là đẹp. Dạ đây là mặt hoa của dòng đai châu hồng cánh sen này các bác này. Đó. Hàng này thì hàng chuẩn mặt hoa luôn. Tại vì nhà vườn vừa rồi ấy, người ta quay vào cái thời điểm mà em đặt vào cái thời điểm nó đang hoa ấy. Cũng có những cây nó ngồng hoa. Đây, có một số cây thì cái vừa rồi nó có tận ngồng hoa thì nó tàn thôi. Nhưng mà đây đều là những cái cây trưởng thành và năm tới là các bác chắc chắn là các bác sẽ được chơi hoa luôn. Đấy ạ. Các bác nhìn đấy ạ. Đó, và cây đây là những cái cây nhỡ nhá. Và nếu mà so với giá thành của những cái loại đai châu thông thường khác, nghĩa là đai châu Thái một số thì cái dòng hồng cánh sen thì giá thành bao giờ nó sẽ cao hơn. Bởi vì loại này nó hiếm và ít có đúng không ạ? Em phải đặt cũng rất là lâu rồi mới có mặt hàng này. Đấy ạ, tình trạng cây đã chiều dài cây thì nó cũng chỉ trong bàn tay của em này. Em ước chừng cái bàn tay của mình nhá. Đây, ví dụ nó như thế này. Đấy, tình trạng cây cũng tầm 4 5 cặp lá, cũng tầm 4 cặp lá, trung bình là 4 cặp lá nhé các bác nhá. Đó. Cây ạ, những cái cây hồng cánh sen này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng một cây. Còn nếu các bác lấy từ 3 cây sẽ giảm giá cho các bác còn 240.000, lấy từ 5 cây thì giảm còn 230.000. Ưu tiên các bác lấy số lượng nhiều thì em giảm giá là như vậy nhá. Đấy, hồng cánh sen, đấy quá là tuyệt vời luôn. Cái lô này về rất là đẹp. Hàng này thì về các bác có thể ghép từ 3, 4, 5 cây mà ghép lên một cái trụ ấy. Một cái trụ mà khi nó nở hoa thì quá là rực rỡ luôn rồi đấy ạ. Nãy là những cây hồng cánh sen, còn đây là những cái cây đai châu sổ số này. Loại này thì cây to hơn. Thì loại này em bán là 200.000 đồng một cây thôi. Hồng cánh sen cây nhỏ hơn mà lại 250. Còn loại này chỉ có 200 thôi. Còn nếu loại này lấy từ 3 cây thì sẽ giảm cho bác còn 180.000 nếu lấy từ 3 cây trở lên nhá. Đây ạ, những cái hàng đai châu sổ số ạ. Dendro Úc chớp mini. Dendro Úc chớp mini. Một bụi rất là to như vậy này. Hôm nay em bé sẽ bán giảm giá cho các bác chỉ có 90.000 đồng một chậu thôi. Hôm nay sẽ bán giảm giá ngày đầu tháng nhé. 90.000 đồng một chậu và lấy từ 3 chậu sẽ giảm còn 80.000. Đấy, giá này thông thường khi mà cái Dendro Úc mini lúc bắt đầu vào thị trường mình còn 120-130 thôi. Giá 90.000 là giá cực kỳ là rẻ rồi ạ. Các bác về các bác sang chậu là mình có thể chia làm 2 đến 3 chậu nhỏ. Đẻ nhánh rất là nhanh và loại này thì ra hoa quanh năm. Mặt bông chớp rất là đẹp. Và đây là những cái chậu năm cánh trắng họng hồng. Và nói qua là năm cánh trắng họng hồng thì vừa rồi ấy, cũng đã qua cái mùa hoa rồi. Nên là bây giờ thì các bác chủ yếu là mang về làm giống thôi. Để có những cây nó còn lên ki ở những cái phần thân này. Những mắt nào chưa cho hoa thì nó sẽ lên ki. Các bác về các bác kích ki nhá. Và em bán với mức giá là 200.000 đồng một chậu. Đấy, một số cây đang lên mầm gốc để cho các bác về làm giống. Bởi vì đây là dòng ươm ki của Đài ấy, nên là mặt hoa của nó là chuẩn mặt hoa nhé. Đây là cái mặt hoa của nó, năm cánh trắng họng hồng này. Các bác nhìn này rất là đẹp đúng không ạ? Họng hồng, trái tim và cánh màu trắng. Và dòng này, những cái dòng năm cánh trắng trên thị trường, những cái hàng 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 ki, hàng rừng ấy giá thành rất là cao. Thực ra là những cái hàng này hoa của nó cũng là một cái mặt bông để các bác sưu tầm rồi ạ.
Và một mặt hàng nữa thì em xin giới thiệu các bác một cái mặt hàng mà em đang giảm giá rất là sâu, giảm giá mạnh, đó chính là cái dòng cửu bảo tiên lavanda. Những cái cây cửu bảo tiên lavanda đây là những cái cây trưởng thành và là loại cây to nhé chứ không phải cây nhỏ đâu ạ. Đây là những cái cây mới bộ rễ gió rất là dài, về các bác trồng các bác có thể là treo để tưới nước không cũng được, hoặc là mình có thể là cho sang chậu. Loại này thì nó là dòng lai giữa dòng cửu bảo tiên với vòi hoa dài đẹp, và dòng vanda thì hoa bền ra hoa quanh năm. Đây là những cái ưu điểm nổi trội nhất của hai cái dòng này, thì nó là tụ hợp vào của cái cây cửu bảo tiên lavanda này rồi. Và em bán với giá là 160.000 đồng một cây, thông thường là 190. Và em đang bán giảm giá mạnh với cái loại này chỉ có 160.000 đồng một cây thôi. Các bác lấy từ hai cây thì sẽ giảm cho còn 150.000 đồng một cây. Đấy, nghĩa là 300.000 đồng một cặp. Giá này là giá rất là rẻ rồi các bạn. Các bác giờ các bác không thể mua được một cái mức giá như thế nữa. Đây ạ. Đây là cái cây cửu bảo tiên, mặt hoa của nó này. Cửu bảo tiên lavanda này. Vòi hoa rất là dài, hoa tím đốm chấm này. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, đây là dòng cửu bảo tiên lavanda nhá mọi người nhá. Sang bên đây thì em sẽ chuyển sang cái dòng phi điệp giống. Phi điệp giống thì em vẫn đủ combo gồm 6 loại phi điệp giống ạ. Em vẫn thông thường em giới thiệu cho mọi người đây. Đây ạ, đây là bộ phi điệp giống của em gồm 6 loại và em đã tánh từng mã. Tức là khi gửi đi ấy, tại sao em lại sẽ đánh vào những cái mã như vậy. Đây, ví dụ những cái cốc này là cốc mã số 2 đi. Đây, đây ví dụ những cái mã số 2 thì các bác về các bác chỉ cần so đây. Mã số 2 tên là gì? Cây Nestor 5 cánh trắng nhá. Đây là những cây phi điệp giống gieo hạt. Đấy, mặt bông mẹ rất là đẹp. Em hiện tại có những mặt hoa như sau. Mã 1 của em là Di Linh Lù Tam Bố. Loại này thì em bán 45.000. Còn tất cả những mã còn lại từ mã 2 đến mã 6 là Nestor 5 cánh trắng này, phi điệp mắt đỏ, phi điệp núi chúa này, trầm lai phi điệp, Di Linh Xuân Lai Châu Như. Thì những loại này chỉ có giá 35.000 thôi. Còn các bác mua 10 cây sẽ được tặng 1 cây. Mua 10 cây sẽ được tặng 1 cây loại 35.000. Còn nếu mà các bác mua 3 cây loại 35.000 thì sẽ giảm cho bác còn 100.000 3 cây. Chỉ có 100.000 3 cây, rất là rẻ. Những dòng cây giống mặt bông mẹ thì xuất sắc rồi. Đây em sẽ đi qua tình trạng cây nhé. Ví dụ đây là cây nụ tam bố này, Di Linh nụ tam bố này. Đó, một chậu nó sẽ có 1 từ 2 thân. Nhưng đây là những cái kỳ 52 rồi. Những kỳ 52 chứ không phải là cây nhỏ đâu. Đây là cây số 2. Đây, những kỳ 52 này, kỳ 51, kỳ 52. Cây nó cũng chỉ từ 2 đến 3 cm thôi nhé, tùy từng loại cây. Đây là Nestor 5 cánh trắng. Đây là dòng Nestor 5 cánh trắng này. Còn đây là loại thứ 3 là loại phi điệp mắt đỏ. Để thân của nó màu đỏ này, mắt đỏ này. Mã thứ tư của em bên đây là phi điệp núi chúa. Đây ạ, núi chúa. Đây là những cây núi chúa đây. Mã số 5 ở đây đó chính là cái dòng trầm lai phi điệp. Đây, trầm lai phi điệp. Hàng này thì nó không có mặt hoa. Còn cuối cùng là thứ 7 là dòng Di Linh Xuân Lai với da hạc châu như. Đấy, à quên, số 6. Tất cả những cái dòng này thì đã em sẽ đánh mã gửi đi cho mọi người nhé. Và sau đây thì em sẽ chuyển sang mặt hàng lan rừng luôn. Lan rừng thì hôm nay thì em có một số những hình kiều. Thứ nhất là em giới thiệu qua hình kiều vàng nhé. Em có những hình kiều vàng như sau. Thứ nhất là một cái hình kiều vàng này thì nó hơi ít lá, nhưng mà được cái là thân của nó rất là mập, nó mất rất là mập ú. Đấy ạ. Đây là cái hình kiều vàng này. Hình này thì em cân nó nguyên là 1 cân đấy ạ. Hình này em bán là 200.000. Tiếp theo là hình kiều số 2. Kiều số 2 thì là một cái kiều thân dài, đây cũng rất là nhiều thân tơ, những cái mắt nụ này sắp tới là ra hoa này. Kiều số 2 thì hình này em bán với giá là 300.000. Đó, 300.000. Hôm trước là có khách hỏi cái dề này rồi nhưng mà không nhớ là còn hay không, cuối cùng thì cũng quên, không báo lại khách cũng quên mất, không biết số điện thoại khách là gì ấy. Thì em bán là 300.000 cái dề số 2. Tiếp theo đây là dề số 3. Cái dề này là một cái dề thân tròn rất là đẹp luôn. Thực sự là chưa bao giờ gặp một cái kiều dề kiều thân tròn như vậy này. Đây, cái dề kiều vàng thân tròn, lá mít. Đấy, dề này rất là đẹp và rất là nhiều mắt nụ nhá. Rất là nhiều mắt nụ, rất là nhiều mắt hoa. Cái này thì hứa hẹn sẽ có một cái dề, một cái mùa kiều rất là đẹp. Dề này em bán là 450.000 nhá. Một dề kiều vàng, rất là nhiều thân tơ. Dề 450. Có một cái dề kiều tím này. Dề kiều tím này 370.000. Đấy, nguyên một dề kiều tím. Nói chung là hiện tại thì những cái mắt nụ của nó cũng khá là sưng rõ ràng rồi. Đây, những cái mắt nụ của nó sưng rõ rệt rồi đấy ạ. Đây là kiều tím. Có một cái thân này nó bị gãy, rất là tiếc. Hàng rừng thì không tránh được. Cái này thì em vẫn giữ nguyên nhá. Tại vì nó vẫn sẽ cho hoa như bình thường. Còn đâu những cái thân này nó đang lên này. Đấy, những cái này nụ đang lên này. 370.000 cái rề này. Em chuyển sang mặt hàng kilogram. Đầu tiên thì xin giới thiệu các bác đó chính là cái dòng mạc thu.
Thực ra cái dòng mặc thu này cũng không phải là lúc nào cũng có. Tuy nhiên thì thị trường thì cũng một số nơi người ta cũng đang bán rồi, cũng rất là hiếm. Riêng cái dòng mặc thu này rất là hiếm luôn. Địa lan mặc thu, một số bác thích cái dòng địa lan thì nó là một cái dòng rất là đẹp, hoa đẹp. Loại này thì hàng rất là tươi mới nhá. Em bán giá ưu đãi chỉ có 150.000 đồng một cân thôi. Địa lan mặc thu đó. Hôm nay thì về có tầm chục cân, mặc thu 150 một cân. Mặt hàng tiếp theo đó chính là kiều vàng. Kiều vàng thì em có cái loại thân dài là một, thứ hai là cái loại thân lùn, và em bán đồng giá với giá là 200.000 đồng một cân kiều vàng nhá. Tiếp theo một mặt hàng thứ ba, em xin giới thiệu đến cái dòng hoàng thảo môi tua. Cái mùa hoa của hoàng thảo môi tua thì nó chỉ cách tầm khoảng 1-2 tháng, tầm 2 tháng nữa thôi là các bác sẽ được thưởng thức hoa rồi. Hoa của nó màu vàng, cánh sáp và họng tua rua rất là đẹp. Loại này thì em bán là 150.000 đồng một cân. Và tất cả những dòng hoa lan thì em vẫn sẽ bán theo combo, tức là các bác có thể mua một bó 50.000, hoặc tất cả những dòng combo mà các bác mua combo tầm khoảng 500, 400 hoặc 300, 200 vài loại lan thì bên em vẫn sẽ có thể là cân đối cho bác đủ một giò với những cái đơn giá mà hiện tại như em đang báo nhé. Đó, đấy ạ, cái hoàng thảo môi tua là 150 này. Còn đây là cái dòng thanh đạm, 80.000 đồng một cân thanh đạm. Tiếp theo thì em có nay có một cái lô kiều tím miền Trung. Nói chung là có cả hàng thân dài và cái hàng thân lùn. Hàng kiều tím miền Trung thì sắp tới là đến cái mùa hoa của kiều tím luôn rồi. Đây các bác nhìn cái nụ của nó này. Một số nụ thì nhìn rất là rõ, còn một số nụ thì nó cũng hơi sưng sưng thôi. Nhưng mà đảm bảo các bác là sắp tới là các bác sẽ được chơi hoa luôn của dòng này. Kiều tím thì giá thành đáng nhẽ là vào cái thời điểm ra hoa nó cao hơn, nhưng em vẫn sẽ giữ giá, cái mức giá cho mọi người là 330.000 đồng một cân. Còn nếu mà các bác lấy số lượng từ 3 cân thì sẽ giảm cho các bác còn 320.000 nhá. Đấy, giảm giá nếu các bác lấy số lượng từ 3 cân. Mokada này, hôm nay em bán thanh lý luôn, xả lỗ luôn, lỗ vốn luôn cái lô Mokada này, 50.000 đồng một ngọn. Đấy, giá rẻ lắm rồi ấy. Bình thường trăm toàn 150 thôi, 50.000 là giá xả rồi. Dáng hương tam bảo sắc, em còn một chút thôi. Dáng hương tam bảo sắc này thì 180.000 đồng một cân. Nói chung là nó cũng sẽ không được đẹp, nhưng đây là dòng Tây Bắc thì dòng riêng dòng này thì nó hoa của nó thơm và nó đẹp và hoa dài, 180 một cân. Dáng hương tam bảo sắc. Mặt hàng tiếp theo nữa, hôm nay bổ sung thêm một lô bạch ngọc đuôi công. Và bạch ngọc đuôi công nếu mà so với cái giá thành của thời điểm Tết cách đây tầm khoảng 2 tháng thôi thì các bác đã thấy cái sự rõ rệt khác rõ rệt của cái dòng này rồi. Và bạch ngọc đuôi công thì hiện tại em bán với giá là 290.000 đồng một cân. Tết toàn 350 đến 400.000 một cân đấy ạ. Hàng này nó cũng thuộc cái dòng hơi hiếm, hơi ít có. Và bông của nó màu trắng to rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc. Đấy ạ, những cái hạt ngọc mà đan xen với nhau. Và bây giờ thì cũng qua cái mùa hoa của nó rồi. Và chuỗi ngọc này thì em bán với giá là 200.000 đồng một cân. Lô hôm nay thì về như vậy là rất là đẹp rồi ạ. Tại vì có những lô về thân nó teo tóp nhiều hơn. Thực ra thì đến cái qua cái mùa hoa thì loại lan rừng nào nó cũng sẽ nhìn, nó cũng sẽ hơi kiểu như mất nước. Nhưng mà cái lô đợt này là em đánh giá là nó cũng khá là tương đối rồi ạ. Mặt hàng tiếp theo nữa, một cái dòng hoa nở vào dịp Tết, đó chính là dòng trúc quan âm hay là trúc Phật Bà. Loại này thì hiện tại thì đang lên mầm gốc này. Đó, đang lên mầm gốc, có cả khóm dài, khóm nhỏ. Các bác mà lấy mới tập chơi, mình lấy số lượng ít, mình lấy cái khóm vừa phải thôi. Còn nếu mà mình lấy mà số lượng lấy số lượng nhiều thì em có thể nhặt cho các bác những cái loại cây lớn này thì nó khỏe. Cây nhỏ thì nó cũng đây, những cái khóm nhỏ nhỏ như vậy các bác mua sẽ rôi mầm hơn. Và loại này em bán đồng giá là 450.000 đồng một cân. Kim Điệp Sơn nhé, à quên, Trúc Phật Bà nhé. Tiếp theo là cái dòng hoàng thảo đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì nhà em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ, gọn gàng cho các bác rồi. Và nếu mà nói qua về cái dòng lan rừng ấy, thì cây càng khô thì cái tỉ lệ bật rễ nó nhanh hơn. Đấy, nó rất là khỏe luôn. Chứ không phải là các bác nhiều khi các bác mới tập chơi thì các bác nhìn ấy, cái cây của nó khô rang như vậy, tưởng là cây chết. Nhưng mà đây nó cũng là cái có những cái thân tơ nó ở đây. Và hiện tại thì những cái mầm gốc đang chuẩn bị bật lên rồi ạ. Loại này thì nhà em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi nhá. Em bán 150 một cân, hoàng thảo đùi gà dẹt. Các bác lấy số lượng từ 3 cân sẽ giảm cho các bác còn 120.000. Giá này là em bán giá lỗ luôn. Đó, đây, giá lỗ luôn đấy. Đối với gà dẹt này, rất là đẹp. Đây này, một số mầm gốc đang lên chuẩn bị lên này. Em còn tầm khoảng đâu đó tầm 1 cân nhất điểm hồng. Em bán là 100.000 đồng một cân nhá. Bán xả 100.000 đồng một cân này, nhất điểm hồng. Hoàng thảo u lồi, hàng cho các bác về làm giống. Cây nó ngăn ngắn thôi.
Bình thường là u lồi là 250, hôm nay thì em bán là 230.000 đồng một cân. Cây ngắn để làm giống 230.000 đồng một cân, hoàng thảo u lồi. Ra có cả cái dòng thân dài nhưng không biết là để đâu ấy. Nhưng mà cũng đồng giá để cho bác về làm giống, bởi vì cây bây giờ nó không được đẹp cho lắm. 230.000 đồng một cân hoàng thảo u lồi. Và bên đây đó chính là cái dòng địa lan mạc thu. À quên, kiếm xích ngọc ạ. Nãy mạc thu thì em quay rồi 150. Xích ngọc, đây là kiếm xích ngọc. Cũng 150.000 đồng một cân kiếm xích ngọc nhé. Phi điệp vàng 150.000 đồng một cân. Loại này thì hoa của nó thành từng chùm, trải dài rất là đẹp, 150 một cân thôi. Tiếp theo xin giới thiệu sang cái dòng hoàng thảo kim thoa. Kim thoa em đang bán với giá là 130.000 đồng một cân kim thoa. Đó, đây, có cái thân nó gầy gầy, có cái thân nó mập mập này. 130.000 đồng một cân hoàng thảo kim thoa. Hôm nay thì về bổ sung thêm có vài bó hoàng thảo sừng. Hàng này thì là cái dòng hàng sưu tầm, hàng sưu tầm. Những bó hoàng thảo sừng này thì với giá là 50.000 đồng một bó là các bác có đủ một cái giỏ hoa lan rất là đẹp. Hoàng thảo sừng, hàng này thì không phải lúc nào cũng có. Nên là mỗi lần về được ít như vậy, em chia mỗi người được một bó để mọi người đủ một giỏ nhé. Hoàng thảo sừng, chắc hẳn là nhiều bác cũng chưa biết đến cái loại này đâu. Đó. Nó cũng thuộc cái dòng hơi hiếm đấy ạ. 50.000 đồng một bó, có 5 bó thôi. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng quế xếp tháng 8. Quế trắng tháng 8. Hàng này thì quế có cả xếp lưng, xếp V và có cả cây to, cây nhỏ. Nói chung là em cũng sẽ nhặt solo cho mọi người. Ở đó, những cái chậu, những cái dòng quế này thì hoa của nó rất là thơm. Quế tháng 8 hay là quế lan hương, nó cùng là một tên gọi. Và các bác về, hiện tại bây giờ về các bác phải ghép lên trụ thì cái này nó mới có giá trị rất là nhiều. Chứ còn nếu mà các bác mua hàng cân thì các bác sẽ được rẻ hơn. Quế tháng 8 này thì em bán với giá là 630.000 đồng một cân quế trắng tháng 8. Đây ạ, em có một cái rễ quế này. Rễ quế này, bác nào lấy cái rễ quế này em sẽ cân lên tính tiền theo cái mức giá 650 nhé. Bởi vì có một cái ngọn rễ quế này thì em mua nó cao hơn, 650 một cân. Cái này cân lên được bao nhiêu tính tiền từng đó ạ. À, tiếp theo bên đây thì em có còn một chút, đó chính là cái dòng hoàng thảo đơn cam. Về thêm một chút nữa, hoàng thảo đơn cam một năm có thể ra đến 2 mùa hoa đối với dòng này. Một trong những cái top hoa lan mà rất là đáng sưu tầm. Cây của loại này thì nó sẽ không to lắm đâu nhá. Đây ạ, có những cây bó nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Nên là khi mà nhặt hàng thì em sẽ cân đối cả to cả nhỏ cho các bác. Về các bác ghép cái này thì nó hơi cầu kỳ một chút. Tuy nhiên thì nó là một cái dòng rất là đẹp. Và nhiều bác săn lùng cái loại hạ lan này rất là nhiều nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Đơn cam thì em bán với giá là 80.000 đồng một lạng. Còn nếu các bác lấy số lượng 1 cân tròn thì em sẽ tính với giá là 750.000 nếu lấy tròn 1 cân nhé. Riêng đơn cam này thì thực ra là khi gửi đi thì em sẽ dỡ những cái bó này ra để em lọc ra trong đây những cái cây nào nó bị hư, nó hỏng thì em sẽ bỏ ra. Nghĩa là em sẽ bỏ ra và em sẽ cân lên cho mọi người. Nên khi nhận hàng thì nó có thể nó hơi rời vụn một chút. Thì cái này thì các bác thông cảm. Những cái cây gãy, cây hỏng này bọn em sẽ phải cắt tỉa. Và tiếp theo bên đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng hoàng thảo rất là mới. Đó chính là hoàng thảo Henry. Thông thường thì các bác sẽ nghe tên là hài Henry. Đúng không ạ? Những cái dòng hài Henry. Nhưng đây là dòng hoàng thảo thuộc dòng thân thòng, thân dài và hoa của nó màu vàng rất là đẹp. Đây là cái hình ảnh của dòng hoa hoàng thảo Henry này. Rất là đẹp luôn, dòng thân thòng, rất là siêng bông. Đó, các bác nhìn không ạ? Đó, cái loại này thì rất là hiếm nhá. Bình thường thị trường người ta bán cũng phải đến 300.000 một cân nhá. Tuy nhiên thì hàng nhà em thì lô đợt này về số lượng nhiều ạ. Em bán với giá là 250 thôi. Loại này thì các bác có thể lấy từ nửa cân hoặc là tròn một cân thì được một cái giò to. Đấy, hàng dòng hoàng thảo đang xuống lá, sắp tới được chơi hoa đấy ạ. Em bán 250.000 đồng một cân hoàng thảo Henry. Loại này thì không có nhiều. Sang bên đây thì em giới thiệu sang cái dòng hoàng thảo lụa vàng. Đó. Nói về cái lụa vàng này thì bây giờ cũng đã qua cái mùa hoa của nó rồi. Chủ yếu về các bác trồng để làm giống thôi. Tức là làm giống cho năm tới này. Hoàng thảo lụa vàng, hoa thơm và ra hoa vào thời điểm dịp Tết nhé. Đây là cái hình ảnh của dòng hoàng thảo lụa vàng này. Đó, các bác nhìn ạ. Cánh của nó màu trắng và họng màu cam rất là đẹp. Và hàng này thì không phải lúc nào cũng có đâu. Em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một cân. Hàng đang lên mầm, lên chồi này. Về các bác ghép cũng rất là dễ dàng. Đấy, 200.000 đồng một cân hoàng thảo lụa vàng nhé. Sang bên đây thì em giới thiệu sang một cái dòng địa lan. Đó chính là địa lan ngũ sắc. Đấy, hàng hôm qua thì có cái mặt bông nó khá là nhìn rõ ràng. Hôm nay thì một số bông thì nó tàn mất rồi.
Đấy, cây nó nhỏ xíu như vậy thôi mà nó đã lên hoa rồi các bác ạ. Đó, những cái củ địa lan ngũ sắc này em đang bán với giá là 5.000 đồng một củ. Đấy, mình về mình trồng sưu tầm thôi. Đấy, những cái củ này nó đang lên hoa này, nó đang đẻ nhánh này. Về mình trồng bằng đất nhá, trồng bằng đất pha với vỏ thông vụn cũng được. Đấy, những cái củ này nó nhỏ nhỏ xíu xíu này, địa lan ngũ sắc, hàng này thì có ít thôi. Đó, 5.000 đồng một củ. Tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng hoàng thảo trúc đen. Nói chung là hoàng thảo trúc đen thì cũng sắp tới là đến cái mùa hoa của nó rồi. Đây ạ, một số cây này các bác nhìn này. Đây là cái nụ hoa của trúc đen này. Nụ nó nhỏ xíu nữa thôi, bởi vì nó cái loại này thì nó vừa ra hoa xong lại vừa có lá, nên nhiều khi thì cái hoa của nó, cái nụ của nó mình nhìn nó sẽ không rõ lắm. Đó, cái nụ của nó đây. Trúc đen này thì nó một số cây nó phải xuống lá nó mới ra hoa nhé. Trúc đen thì em bán với giá là 220.000 đồng một cân. Hàng này thì các bác miền Nam cực kỳ là yêu thích, và các bác về có thể là trồng chậu hoặc là mình ghép lên gỗ cũng được. Đấy, riêng dòng trúc đen này thì hoa thơm, hoa bền và hoa của nó thơm mùi vị mật ong rất là ngọt. Dạ, đây là những hình ảnh của dòng hoàng thảo trúc đen này các bác nhìn này. Đó, những cái bụi trúc đen rất là sai hoa, rất là đẹp. Đó, dòng dòng này đây các bác có thể trồng chậu này. Đó, trồng chậu. Hoặc mình có thể ghép gỗ cũng được. Trúc đen 220.000 đồng một cân. Giá này là giá rất là rẻ rồi đấy ạ. Và tiếp theo đó chính là dòng ngọc thạch ba màu, để có nguyên một cái rề ngọc thạch ba màu này, khỏe chưa ạ? Và đây là những cái khóm nhỏ hơn. Đấy, mình lấy số lượng ít thì em lấy sẽ lấy những cái khóm nhỏ như vậy này. Thân rất là bóng. Loại này em bán 200.000 đồng một cân. Sang bên đây một cái mặt hàng kiếm nữa mà được các bác khá là quan tâm, đó chính là dòng kiếm hồng hoàng đang đẻ mầm đẻ nhánh này. Đó, những cây kiếm hồng hoàng rất là tươi mới. Và kiếm hồng hoàng này thì mặt hoa thì em sẽ giới thiệu luôn mặt hoa. Đây là mặt hoa của kiếm hồng hoàng đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Và giá thành của nó chỉ có 140.000 đồng một cân thôi là các bác có thể sở hữu một một giò kiếm hồng hoàng rồi. Và đây là những cái hàng thanh lý này. Hàng thanh lý lẫn lộn của nhà em. Nói chung là loại này thì đủ các thập cẩm các loại, rồi là u lồi kiều vàng. Loại này thì em bán 150 một cân. Rồi các loại nữa, ngọc thạch ý ngọc. Đấy, những hàng thanh lý này thì lẫn lộn xộn này thì em bán 150 một cân. Thì ra toàn những cái mặt hàng trên 200.000 đấy ạ. Em chỉ còn đâu đó một cân kim điệp thơm, nhưng mà cái hàng này nó hơi nhỏ nhá, nên em bán theo cái mức giá làm giống là 200.000 đồng một cân, bình thường là 220. Chỗ này chỉ còn một cân thôi. Tiếp theo là cẩm báo ạ. Cẩm báo thì hiện tại thì đang có nụ ấy, một số cây thì nó cây này thì giống cây tiểu hồ điệp rừng. Có cả tiểu hồ điệp rừng lẫn cẩm báo này. Thực ra tiểu hồ điệp rừng thì nhập nó cao hơn. Em bán với giá là 180 một cân. Cái này thì em cũng sẽ phân loại cho các bác nhé. Hôm nay thì lẫn cả cái tiểu hồ điệp rừng với cẩm báo. Đây cẩm báo đây, cây to hơn. Đó, 180 một cân. Bên đây là cái dòng hoàng thảo đùi gà tròn. Em bán giá là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân hoàng thảo đùi gà tròn nhé. Tiếp theo là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân hay là kim điệp giấy. Cái hàng này thì bây giờ thì nó đang xuống lá. Và em bán là 150 một cân, nó cũng qua cái mùa hoa rồi. Đây các bác nhìn, qua